Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì mọi người có vẻ không thích live stream lắm. Hôm nay tôi làm một cái clip đấy, một clip nói nghiêm túc. Nhiều người thấy bảo là phải nói nghiêm túc, phải nghiêm trang, thì hôm nay tôi sẽ làm một clip nghiêm túc, thì không có lại nhiều ý kiến quá nhỉ. Thì thưa quý vị và các bạn, từ sáng giờ như các bạn đã thấy rằng là cái tin nóng nhất trên mạng xã hội ngày hôm nay đó chính là tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan bị bắt. Tất nhiên là người ta có sai phạm pháp luật, sai phạm đúng không? Người ta vi phạm pháp luật, ai vi phạm pháp luật thì bắt thôi, có gì đâu. Tuy nhiên là đây là một trong những tập đoàn bất động sản khá lớn, bà bắt nhiều người chứ không phải mình bà, kể cả vợ của ca sĩ Thanh Bùi. Thì những người sai phạm thì bắt thôi, chả sao cả. Nhưng mà chúng ta thấy cái gì? Chúng ta thấy cái gì qua cái sự việc này? Một người mà cũng đã chắc chắn chúng ta cũng đều biết là rất là nổi đình nổi đám, đúng không? Trước đó là những ví dụ đang xử những phiên tòa của bà Diệp, trước bà Diệp thì đấy, mà có Rolls Royce đầu tiên Việt Nam này, với dát vàng này, đấy, đúng không? Rồi trong từ đầu năm đến giờ chúng ta thấy những cái vụ án bắt bắt người và điều tra đấy, thì gồm có ông Tân Hoàng Minh cũng liên quan bất động sản, liên quan đến chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp khoảng 10.000 tỷ gì đấy. Rồi đến FLC là anh Trịnh Văn Quyết cũng liên quan đến chứng khoán, bất động sản. Những người này thì đều có Rolls Royce cả. Chúng ta dân thường, đương nhiên là dân thường thì ngủ ngon, ngủ ngáy o, đúng không? Nhưng mà qua đây thì ta mới thấy rằng là pháp luật, không ai có thể ngồi trên pháp luật được, dù ông có là ông gì. Đấy, thì chúng ta thấy là các cái tập đoàn nó gây ảnh hưởng đến nền kinh tế của Việt Nam, sai phạm như vậy thì nó gây ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế. Ví dụ thao túng chứng khoán, một doanh nghiệp mà chỉ có 1.500 tỷ, đúng không? 1.5 tỷ hay sao? Thì đã khai khống lên là bao nhiêu đấy, rất nhiều lắm. Thì qua đây thì chúng ta phải thấy một điều như thế này này, sau khi Trung Quốc họ khủng hoảng bởi bất động sản do một tập đoàn rất là lớn Evergrande khoảng 500 tỷ đô, nó gây ra lũng đoạn nền kinh tế của Trung Quốc. 500 tỷ đô tức là hơn cả nền kinh tế Việt Nam này. Thế Việt Nam hơn chưa đến 500 tỷ. Vì vậy tôi tin rằng là nhà nước họ đã nhìn thấy trước sự việc và họ đã rất là quyết liệt, tỉnh táo để xử lý những cái việc mà có thể nguy cơ vỡ nền kinh tế của Việt Nam, khủng hoảng, đặc biệt là thị trường bất động sản. Tôi có nghe bác Phạm Minh Chính, Thủ tướng nói rằng là nhà là để ở, căn hộ là để ở, đưa về đúng giá trị của nó, chứ không phải là bơm nó lên gấp bao nhiêu lần như vậy, và nó không tạo ra được cái sản phẩm, tổng sản phẩm cho đất nước để mà làm giàu. Tóm lại là mình là một đất nước đang chuyển mình trở thành một đất nước công nghiệp, thì ai cũng phải làm việc tạo ra giá trị, tạo ra sản phẩm. Còn bất động sản thì nó cũng chỉ là bất động sản thôi. Thì tôi nghĩ rằng đây chính là cái chìa khóa cốt lõi để những cái người sai phạm về đất, sai phạm về chứng khoán, thị trường tài chính, các bạn thấy không? Thị trường chứng khoán thì đã giảm điểm liên tục, và đến ngày hôm nay rất nhiều anh em đầu tư chứng khoán hớt váng. Các anh em gọi là đầu tư chứ tôi gọi các anh em là đầu cơ và chơi cờ bạc, nhăm nhăm bỏ mấy đồng tiền một cái chỉ chờ nó lên, ngày nào cũng xem bảng, suốt ngày xem, đấy không phải là đầu tư. Các anh em đầu tư hớt váng thì chắc chắn là trong giai đoạn này, nếu không phải là tiền của cá nhân mà là tiền đi vay
vay lãi hay là tiền cầm cố các thứ đấy, thì chắc chắn là sẽ rất vất vả đấy, rất khó khăn. Và qua đây thì ông nào đang đi học cái phân tích kỹ thuật chứng khoán đấy, phân tích các kiểu đấy, đấy thì mới hiểu, thấu hiểu được. Cho nên là đầu tư là đầu tư, đầu cơ là đầu cơ, còn hớt ván thì nó chỉ là cờ bạc thôi. Đấy, chỉ là cờ bạc. Nó cũng giống như cái Bitcoin mà các anh em gớm đi xa lắm, từ 65 hay sao ấy, 60 Đồng Nai xong giờ về đến tận Phú Thọ ấy, ví dụ như vậy. Đấy, thì cái những cái đấy nó sẽ lũng loạn thị trường tài chính. À, trước mắt thì mình chưa biết được sẽ có mở rộng vụ án này là như thế nào hay không, thì chúng ta chờ. Nhưng mà nhìn thấy một điều là họ đã bị bắt, họ đã vi phạm pháp luật rồi. Và những người này thì kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, đại đa số là bất động sản. Đấy. Thì thị trường chứng khoán là thị trường gọi vốn mà, đúng không? Và gọi vốn thì lại liên quan đến ngân hàng nữa. Đấy, cho nên rất là sợ. Các ông như ông Tân Hoàng Minh, ông định đá quả bóng rủi ro sang ngân hàng. Đấy. Nhưng mà cuối cùng là cũng chúng ta tỉnh táo, không 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 để cho những cái sự hệ lụy thì nó xảy ra. Và để có một nền kinh tế bền vững và để có một cuộc sống ổn định thì đương nhiên ai cũng biết là an cư lạc nghiệp. Chúng ta cũng đang làm những cái hàng triệu triệu ngôi nhà ở xã hội cho người lao động, và chúng ta rất cần người lao động để phát triển kinh tế, đặc biệt là lực lượng lao động, các anh em công nhân viên ở trong các khu chế xuất, ở các công xưởng nhà máy. Đất nước chúng ta hiện nay đang như một công xưởng lớn cũng như là đang như một công trường lớn. Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm, rất nhiều việc phải làm. Các công trình trọng điểm quốc gia đang 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 đôn đốc, ví dụ như đường cao tốc Bắc Nam, cao tốc ven biển, rồi thậm chí là sau này là đường tàu cao tốc Bắc Nam hay các sân bay, rất nhiều thứ để có thể kết nối để làm sao mà chúng ta phát triển kinh tế được, như cảng biển, đúng không? Thì cái lực lượng lao động, lực lượng sản xuất tạo ra của cải vật chất cho nền kinh tế mới là quan trọng. Và bất động sản sẽ về đúng giá trị. Tôi tin là bác Phạm Minh Chính sẽ làm được. Tôi tin tưởng nhiệm kỳ này và trong những năm tới là với cái tinh thần này, là với những cái thừa kế của những người đi trước và những cái rủi ro của các nước bạn, để chúng ta đã nhìn thấy để chúng ta tránh đi những rủi ro cho nhân dân, cho nền kinh tế chúng ta. Những năm chúng ta bị diễn biến hòa bình, chúng ta đã thấy một loạt các cái tập đoàn, công ty, tổng công ty nhà nước làm ăn thua lỗ, sai phạm đấy, sai lòi ra đấy, rồi bắt đi tù hàng loạt đấy. Không bắt đi tù thì sao, đúng không? Đấy, sai phạm bắt hết, từ bí thư thành ủy đấy, từ chủ tịch thành phố đấy, tổng công ty nọ, tổng công ty kia, tập đoàn Vina nọ, tổng công ty hóa chất kia, nhiều lắm. Như vậy là nó nát nền kinh tế và toàn ảo thôi, xong là lũng loạn, xong là quan trên bao che cho quan dưới bao che thế nọ thế kia. Diễn biến hòa bình nó là như vậy, nó chết từ bên trong chết ra. Mà nếu mà không bền vững thì chúng ta sẽ vỡ nợ. Có những lúc chúng ta vỡ nợ đến xin lỗi, có những lúc nợ công chúng ta đến 68%. Mà vỡ nợ là chết. Loạn, cướp bóc, trộm cắp, cầm đồ, đúng không ạ? À? Những cái năm trước thì chúng ta thấy là cầm đồ nhiều hơn doanh nghiệp. Đấy, bây giờ không làm thì đến bao giờ mới làm? Bao giờ đất nước chúng ta mới ngóc lên được? Ổn định chính trị rồi thì phải ổn định kinh tế, an cư lạc nghiệp, người dân đi làm, đúng không? Đấy, tôi muốn nói một điều rằng là tất cả là chúng ta phải phát triển bền vững, bền vững không những thế nữa, phát triển bền vững cả về 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 con người nữa cơ. Đấy, chứ không phải chứ có mỗi kinh tế đâu, kinh tế và cuối cùng con người là cứ lơ mơ chẳng hạn. Đấy thì chúng ta cũng chết, rất nguy hiểm. Để giáo dục, văn hóa, tóm lại kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội nó phải đi đôi với nhau. Và ngày hôm nay rất mừng là lò của bác Trọng lại tiếp tục đốt, tiếp tục kỷ luật, tiếp tục thanh trừng những doanh nghiệp làm ăn phạm pháp, lúc đoạn thị trường, gây ảnh hưởng đến nền kinh tế và gián tiếp ảnh hưởng đến những người dân trong cái quá trình đất nước đang phát triển. Tôi vẫn nói là như một cái đứa trẻ đang lớn lên, cũng như một cái cây bonsai mình đang hình thành, thì con sâu con mọt, đúng không? Cái cành là nó xum xuê quá thì mình tỉa nó đi, mình bắt sâu nhỏ cỏ đi. Thế nhưng điều quan trọng nhất là không được vỡ bình, không được để xã hội loạn lạc, không được để
tạo ra những cái lớp gọi là bao que xỏ lá mới chẳng hạn đấy, thì rất là nguy hiểm. Rất là vui, thế đấy, tin nóng ngày hôm nay như vậy. Và không biết là đây là cái góc nhìn riêng của tôi, và tôi thấy rằng là rõ ràng rằng những cái việc mà liên tiếp tập đoàn Tân Hoàng Minh, FLC và Vạn Thịnh Phát liên quan đến bất động sản rất là lớn ở Việt Nam, và còn nữa thì tôi không biết, nhưng mà mình cứ chờ mình xem. Mình không nên cầm đèn chạy trước ô tô, ai sai phạm thì người ta bắt thôi, nhưng quan trọng nhất là không được vỡ bình để nó tránh đi những cái rủi ro giống như Trung Quốc đã vỡ của Evergrande 500 tỷ đô. Và chúng ta sẽ chờ xem tình hình sẽ như thế nào, có quan chức nào bao che ở trong những cái năm tháng họ làm quan chức, ví dụ như ông Tất Thành Cang chẳng hạn, có dính dáng gì không, đúng không? Một số những cái quan chức để xem thế nào, đúng không? Xem củi thế nào. Bây giờ củi khô, củi héo, củi tươi, tươi rói còn vẫn vào lò được, thì củi khô, củi vừa vừa đấy, mùa đông đến phải sưởi ấm thôi. Thì mọi người không thích livestream, mọi người không thích, một số người là không thích nói chuyện tếu tếu hài hài để mình cảm thấy mình nhẹ nhõm, giờ có nụ cười vui vui, thì mọi người thích nói tôi nói chuyện nghiêm túc. Thì hôm nay tôi dành một cái thời lượng khoảng hơn 10 phút chia sẻ với quý vị như vậy. Quý vị nghĩ sao về việc tập đoàn lớn bất động sản, trong đó là bà chủ tịch đã bị bắt, không biết là ý kiến quý vị thế nào. Tôi không nhìn về góc độ khác, mà tôi nhìn về góc độ là cái câu nói xuyên suốt của ông Chính. Ông nói là nhà, chức năng của nhà, của căn hộ là để ở, chứ không phải đôn nó lên hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ, hàng nhiều tỷ tỷ được, vừa phải thôi. Nước ta còn nghèo, còn phải làm nhiều, lao động nhiều. Đó. Rồi cái câu chuyện mà ông bác Nguyễn Phú Trọng bác có nói á, là nhiều người giàu lên từ đất, và cũng có nhiều người nghèo đi từ đất, và cũng có nhiều người đi tù từ đất. Và ngày hôm nay nó đang hiện thực hóa những câu nói của những vị lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng và nhà nước ta, và họ đang chịu trách nhiệm chèo lái cái con thuyền Việt Nam đến 2030 trở thành một đất nước công nghiệp, đến năm 2045 trở thành một đất nước giàu có. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Chào tạm biệt quý vị. Không biết quý vị có thích kiểu này không thì tôi sẽ liên tục làm. Hy vọng quý vị ủng hộ và để lại những cái bình luận phía dưới góp ý chân thành. Cảm ơn quý vị.